Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Kỹ sư Điện Công nghiệp. Đây là video thứ 3 về chủ đề tối thiểu hóa hàm logic. Trong những video trước thì mình nhớ không nhầm là video thứ 2 thì mình có vẽ sai bảng các nô ở vị trí số 8 và số 9. Nhưng mình nghĩ cái đấy là nó khá là nhỏ và nó không quá quan trọng. Thì nhưng mà về cái cách vẽ thì mình vẫn vẽ đúng và khoanh đúng. Nên là mình nghĩ là không có vấn đề gì. Thì đây là video thứ 3. Thì chúng ta lại bắt đầu nhắc lại lý thuyết. Mình sẽ luôn luôn nhắc lại lý thuyết, vì phần lý thuyết là quan trọng và nó là cái phần cốt lõi cơ bản, là nền tảng nếu các bạn muốn xây lên bất kỳ cái gì. Mình sẽ bắt đầu luôn này. Đề bài khi mà cho tổng chấm chấm chấm, ví dụ là ABC chẳng hạn, thì các bạn sẽ điền các số 1. Ví dụ minh họa luôn này. Ví dụ 1 đây. Bài 1 này, cho tổng tổng này, ABC ABC, ABCD này. Tổng chấm 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 thì bài này sẽ điền toàn các số 1 trong đây. Tiếp theo. Nếu sẽ điền các số 0 nếu có cái ký tự như thế này. Đó là ký tự tích hay sao ấy. Mình không nhớ rõ lắm. Tiếp theo, cho N hoặc là D, trong một số tài liệu sẽ là D, còn trong bài của mình sẽ luôn luôn để là chữ N. Thì là những khoảng chúng ta có thể điền x. Về đặc điểm của cái x này thì có thể phụ hoặc không, phụ cùng các số 1 hoặc số 0 này nhé, 0 hoặc 1 này nhé. Tiếp theo, với dạng điền các số 1 thì nó là cái dạng chuẩn tắc tuyển, thì nó sẽ là tổng của các tích ở đây. Và số 2, các dạng điền số 0 thì bản chất nó là chuẩn tắc hội, là tích của các tổng. ABC có thể điền trong đây. Về nguyên tắc phụ, nhắc lại thì phụ các điểm theo nguyên tắc là 2 mũ N. 2 mũ N là sao? Tức là các bạn có chỉ có thể phụ các điểm như là ví dụ N từ 0 chạy đến 3 này, thì nó sẽ là các số như này. N bằng 0 thì 2 mũ N bằng 1. N bằng 2 thì cái này bằng 2. À, N bằng 0 thì cái này bằng 1. N bằng 1 thì là 2 này, 4 này, 8 này. 8 là N bằng 3. 4 là N bằng 2. Đấy thì các bạn chỉ có thể phụ các định này, phụ 1 định hoặc phụ 2 định hoặc phụ 4 định hoặc phụ 8 định. Được chưa nhỉ? Ví dụ nhé. Đây là phụ 1 định này. Đây là phụ 2 định này. Đây là phụ 4 định này. Nhưng mà cái này chưa đúng lắm. Tiếp theo, ví dụ phụ về phụ 8 định chẳng hạn. Nó sẽ như này. Ví dụ một tiếp nữa về phụ 4 định này. Nó sẽ là hình cái vuông như bánh chữ nhật này. À, còn gì nữa nhỉ? Tại sao lại phải phụ như này thì nó là quy định rồi. Sẽ không bao giờ có chuyện là các bạn phụ 3 cái định này được. Nó phải là 1, phải là 2, phải là 4, phải là 8. Không được khác. Và các bạn phải phụ vuông góc nhé. Ví dụ hai cái ở đây, hai cái ngang, chứ không bao giờ phụ cái chéo chéo như thế này. Được chưa? Được rồi, chúng ta sẽ cùng đi vào ví dụ đầu tiên luôn để xét check phần kiến thức. Đây, cái đề bài là mình viết sai nhé. Cho đề bài như sau. A là trọng với bit, với A là bit có trọng số lớn nhất, D là bit có trọng số nhỏ nhất. Thì tổng cái này các bạn cứ điền vào thôi. Cái phần này mình điền sai nhé, phần 89. Thì trong một số tài liệu mình điền sai, nhưng mà cái cách tính ấy, cái cách mà thể hiện thì nó vẫn đúng. Quan trọng là các bạn hiểu được cái bản chất và có thể tự làm được. Đấy mới là điều quan trọng, chứ không phải. Cái này sẽ cần sửa về nguyên tắc. Thì mình sẽ sửa luôn đây này, 8, 9, 10, 11, được chưa? Ok, bắt đầu nhé. Thì các bạn có thể thấy cái màu hồng đây này, là hai cái này, thì nó sẽ là cái này. Màu xanh nó sẽ là cái này. Màu xanh lá cây ấy, nó sẽ là cái này. Màu tím thì nó sẽ là hai cái điểm bên này, ở vị trí số 12 và 14 này. Còn cái màu đỏ thì là nó sẽ một cái lẻ loi ở đây. Đó. Bắt đầu phân tích.
cái màu đỏ trước này. AB, à mình chưa nhắc nhỉ. Cái ABC ấy, khi mà thay đổi từ 0 sang 1 hoặc từ 1 sang 0 ấy thì các bạn sẽ không viết nhé, không viết. Không viết vào cái này này. Còn nếu mà do giữ nguyên 0 này hoặc là giữ nguyên 1 này thì các bạn sẽ viết vào. Nhưng mà viết như thế nào? Ví dụ là cái A đi. Nếu nó là số 1 thì viết là A như thế này. Còn nếu nó là số 0 vẫn viết là A nhưng thêm một cái dấu gạch cho mình. Phân tích luôn. À, có phủ ở vị trí này, vị trí số 1. Thì ở đây phân tích AB hai số 0 đúng chưa? A bằng 0 này. AB thì 0 0 thì A bằng 0, B bằng 0. 0 0 tức là sao? Tức là 0 0 ở A bằng 0 0 này thì giữ nguyên đúng không? 0 thì viết bằng A nhưng mà thêm dấu ngang. B cũng... Ô, cái này sai à? À mình nhìn nhầm. Nhầm, xin lỗi. Ở vị trí số 1 nhé. A bằng 0, B bằng 0. Giữ nguyên đúng không? Thì sẽ có hai cái AB ngang ở đây. CD thì sao? CD, C bằng 0. Nó không biến đổi gì nữa. Thì nó sẽ là ngang. D bằng 1. Ở đây, như ở đây nhé. Giống cái nguyên tắc đây. Tiếp theo. Đây là cái màu xanh là xanh nước biển. Lại một vị trí này, giống sang bên này, A bằng 0 là A ngang, B bằng 1 thì là B bình thường, C1 thì là C bình thường, D1, D bình thường. Ok, tiếp theo sang cái màu hồng này. Màu hồng sẽ là phụ ở định 10 và định 2. Cùng xét ở hai vị trí này, giống sang đây, A bằng 0, xuống đây A bằng 1, loại. Tiếp theo B bằng 0 xuống đây B cũng bằng 0 tức là sao? Sẽ đảo lên B ngang. B ngang thấy chưa? Xét tiếp nhé. Bây giờ xét sang CD này. Các bạn thấy thì CD nó sẽ di chuyển theo chiều ngang này đúng không? Nhưng mà nó chỉ ở một cái vị trí này thôi. Vậy nên là C ở đây nó không biến thành 0 hay 1 gì nữa. Thì C1 thì viết là C, D bằng 0 thì sẽ đảo. Đó, tương tự như cái này. Đấy là một cái bài về, các bạn tự xem nhé. Đây là một cái bài về phụ mà không có n, được chưa? Bây giờ này, n là điền những cái khoảng x này. Đặc điểm của x là có thể phụ không này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi đến một cái ví dụ được phát triển từ cái bài 1. Đó là ví dụ 1 phẩy. Thì ở đây nó sẽ có những cái này. Tám chín này, cái này chắc vẫn đúng nhỉ? Đấy thì các bạn xem nhé, xem cái kết quả mình đã vẽ màu rất là dễ dễ hiểu, các bạn sẽ cũng phân tích như cái bài kia thôi. Thì đây mình có một cái ví dụ dễ hơn, làm cái dễ trước cho nói cho đỡ nhiều đỡ mệt. Đấy có hai cái này, màu đỏ với màu 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 xanh nước biển. Thì bây giờ bài toán là tìm, bây giờ bài toán sẽ không lại là giải nữa mà tìm xem đâu là a ngang b này là màu đỏ hay là a ngang b này là màu xanh. Đấy một bài toán khác biệt đi một chút để làm cho nó đỡ chán. Bây giờ nhá, xem đây này, cái vùng màu đỏ này, a là bằng 1 đúng không? A bằng 1 thì sao? Thì giữ nguyên A. Mà A này nó có di chuyển nữa không? Không đúng không? Thì A này nó sẽ là 1 thì sẽ viết là A. Cái vùng màu đỏ nhá, viết ra đây. Tiếp theo này, xét BC này. BC nó ở hai cái khoảng này này. Tức là nó có di chuyển. Tức là B từ 0 sang 0. Biến từ 0 sang 0 này. Thì tức là B nó có dịch chuyển nhưng mà nó vẫn giữ nguyên cái giá trị 0 thì viết là B, nhưng theo cái bài như vừa nãy, như ở đâu giữ nguyên 0 thì sao, thêm một cái gạch ngang như cái này thì là A ngang B. Ok, nó sẽ là cái này, đây là vùng màu đỏ, được chưa? Màu đỏ này. Ok,
cái còn lại chắc chắn sẽ là màu xanh rồi. Đấy, giả sử đi, giả sử chúng ta chưa biết cái màu xanh nhá, thì cũng phân tích. Bây giờ đây nhé. Thì đầu tiên A này, A ở vị trí không này, nó có di chuyển xuống nữa không? Ở cái vùng này màu xanh nó cũng không đi xuống nữa. Vậy thì A như thế nào? Nếu nó đã giữ nguyên rồi thì như thế nào đây? Nếu giữ nguyên là bằng 1 thì viết là A. Nếu giữ nguyên là bằng 0 thì viết là A ngang. Còn nếu chuyển từ 0 sang 1 hoặc 1 sang 0 thì sẽ không viết. Ok chưa? Thì đây sẽ là gì? A bằng 0 thì A ngang rồi, chắc chắn rồi. Nhân. Tiếp theo này, xét cái khoảng BC này. Thì ở đây số đầu tiên B là bằng 1. Sang đây vẫn là 1 thì vẫn là B. Quay trở lại cái này. Khi nó đã không thay đổi rồi thì sẽ là cái này. 1, nếu là giữ nguyên 1 thì là viết A nguyên, nếu mà không thì sẽ là ngang. Những cái này nó là 1 rồi. Ok, còn cái C sao? C là thay đổi này. C từ 1 sang 0 ấy. Lại nhìn vào cái bảng này tiếp. Thay đổi từ 0 sang 1, 1 sang 0, không viết. Ok. Đó, thì nó sẽ là AB này. Nó sẽ là cái này. Đấy. Ok, bây giờ mình sẽ cho các bạn thêm một vài ví dụ khác để các bạn tự luyện. Đấy, các bạn nhìn cái đề ví dụ 1 nhé. Có thể là cái phần này mình viết sai số 8 và số 9 ở đây thì nó sẽ có ảnh hưởng đến cái bài toán. À không, cái này là 8 đúng không? 8, 10, x kiểu 8, 10, 14, 15 vẫn là đúng. Chỉ là mình viết sai thôi. Thì là số 9 nhé. Số 8, cái bài toán này vẫn đúng ấy. Các bạn tự nhìn màu và tự làm. Phải tự đặt bút xuống thì mới có thể biết làm được. Chứ nếu mà chỉ xem ấy, thì sẽ không bao giờ và không bao giờ có thể biết làm được. Phải đặt viết cái đề bài này xuống này. Sau đó thì tắt tắt máy đi. Tự làm sau đó mới quay trở lại xem mình làm có đúng hay không. Vì chỉ có cách đấy thì các bạn mới có thể biết cách làm được. Phương pháp thì mình đã chia sẻ ở trong rất nhiều video trước rồi, các bạn hãy xem lại. Có 3 cái video. 3 video này bổ trợ cho nhau. Và bạn nào không hiểu video này có thể xem video khác. Video cũng khá là dài. Có lẽ là mình sẽ quay lại cho các bạn một vài cái slide vừa nãy để các bạn xem và tự làm. Đây là ví dụ 3 này, đây ví dụ 1 phẩy. Đó, đây là ví dụ 1 này. Chưa nhỉ? Đây là về nguyên tắc phụ. Nhớ cái bảng này nhé. Cái rất quan trọng. À, còn phần lý thuyết ở đầu nữa. Đây là nguyên tắc phụ trước này. Nguyên tắc phụ này. Phụ theo các định 2, 4, 8, tức là 2 mũ n ấy. Đây là phần nhắc lại lý thuyết. Khi mà đề bài cho như thế này thì sẽ nhớ làm những cái gì và cái cách viết nó như thế nào. Mong rằng video này sẽ đến được với những ai thực sự cần và nó sẽ giúp các bạn trên con đường học tập làm sao cho nó dễ dàng hơn. Nếu các bạn muốn kiểu xem thêm nhiều video khác thì có thể đăng ký kênh của mình. Bởi vì khi mà các bạn đăng ký kênh thì khi mình ra video ấy thì nó mới hiện lên được trên cái trang YouTube của bạn thì bạn mới có thể xem được. Mình sẽ còn ra rất nhiều những video liên quan đến chủ đề kiểu hướng dẫn như thế này nữa. Nên nếu các bạn thích thì có thể đăng ký kênh để ủng hộ mình.
Nếu bạn học được và có thể qua môn dễ dàng nhờ những cái video mà mình chia sẻ này, thì hãy cho mình biết ở dưới phần comment. Chào các bạn nhé.